Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh Hoa Vườn Nhà. Hôm nay thì cây chậu sen của mình trồng trong cái chậu Omo có tên là Pink Lady đã bắt đầu nở đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đây các bạn ngắm đây, đây là cái bông sen Pink Lady nở ở cái mức độ đẹp nhất rồi. Đây, nó to bằng bàn tay xòe của mình này. Đấy, hoa rất là nhiều cánh nhá. Cánh thì nó có cái màu hồng, có cái màu hồng ở viền, và phía trong thì nó có một cái màu trắng. Ở đây mình trồng ra cái chậu này là cái chậu Omo nhé. Cái chậu này đi mua xà phòng người ta tặng này, mình mang là mình trồng. Chậu này nó rất là bền này, chịu mưa chịu nắng rất là tốt này, chịu tốt hơn những cái chậu mà chúng ta mua ở ngoài cái tiệm bán hoa cây cảnh nhiều nhé các bạn nhé. Về chất liệu nhựa nó khá là tốt. Cái chậu này mình dùng 4-5 năm rồi, bắt đầu mình mới bỏ ra để trồng sen này. Thì giới thiệu qua về cái cây sen, cái dòng sen Pink Lady này, nó là một trong những dòng sen khá là đẹp, rất là siêng hoa nhé. Đây các bạn nhìn cái chậu này đường kính khoảng 50 sen thôi, và nó cao cũng chỉ tầm độ 22-23 sen thôi, nghĩa là cái lượng bùn mình cho vào thì nó cũng chỉ đạt tầm độ 18 sen thôi, còn lại là khoảng độ 5 sen là nước. Thì nó có rất là nhiều nụ này. Đây hai cái lá này mình vừa ngắt đi để quay cho nó dễ thôi. Một bông nụ này, hai nụ này, ba nụ này, đây bốn nụ này, và một bông đang nở này là năm, chưa kể là ở dưới này có thể là nó đang chuẩn bị lên nữa, rất là nhiều. Thì nhiều bạn thắc mắc hỏi là tại sao lại có cái bèo tấm ở đây. Thực ra cái bèo này này nó ăn cái dinh dưỡng của sen thì không đáng kể đâu, tuy nhiên cái bèo này nó sẽ làm mát nước và nó tránh rêu. Khi mà cái bề mặt này nó được che những cái ánh sáng chiếu trực tiếp vào nước thì nó sẽ đỡ rêu rất nhiều. Nhưng mà nó nhiều quá chúng ta phải vớt bớt đi. Và khi trồng sen những cái lá mà ở phía dưới là các bạn nên ngắt đi nhé. Những cái lá nào mà nó bơi dưới nước ấy. Khi nào mà những cái lá trên này nó đứng một cái là những cái lá bơi dưới nước là các bạn phải ngắt đi, để cho nó thoáng cái bề mặt để nụ nó lên. Nụ nó ra là nó phải có cái chỗ nó lên. Đây này, mình ngắt nó có một con sâu này. Các bạn nhìn chưa? Con sâu này thì về bản chất là nó sẽ ăn lá. Đây, chính xác là nó ăn lá đây. Cho nên các bạn để ý nhé. Các bạn để ý là nó sẽ ăn lá như thế này, cho nên các bạn phải bắt nhé. Đây, các bạn nhìn thấy nó ăn lá chưa? Đấy. Đấy, con sâu này là con sâu ăn lá này. Các bạn nhìn chưa? À, sen nó rất nhiều loại sâu này luôn. Đấy. Thì nữa mình sẽ bắt đi. Thì quay trở lại cái bông hoa này thì các bạn nhìn nó tuyệt vời không? Là một loại mỹ nhân luôn. Năm nay thì mình trồng thêm được mấy chậu Red Dragon, rồi mấy chậu S1000 và một dãy sen Đồng Tháp ở dưới ao. Hôm nọ mình nhổ củ lên mình chia sẻ cho anh em, một số anh em yêu hoa sen trồng sướng lắm. Bây giờ thì người ta ít trồng cái sen lấy củ, bởi vì sen lấy củ thì nó chỉ trồng ở trong những cái đầm để nó lấy củ khai thác để nó buôn bán kinh doanh về ẩm thực thôi. Còn nếu mà sen chơi thì chúng ta phải trồng những cái sen nó siêng hoa. Nếu mà sen đầm thì các bạn nên chơi duy nhất là sen Đồng Tháp, bởi vì nó siêng hoa lắm. Còn những sen ta của mình thì hoa nó cũng có nhưng nó không được siêng. Hoặc là trồng sen Tây Hồ ở dưới đầm được. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Quá đỉnh luôn. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã ghé thăm clip mình phát trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bạn hãy đăng ký kênh Hoa Vườn Nhà để ủng hộ mình nhé. Và em nữa cái chậu sen chiều nay hoặc mai là cái chậu S1000 kia nó nở, mình sẽ quay cho các bạn xem.